Ngày hôm nay, bên em có đi chọn máy và trong buổi tối ngày hôm nay, à, bên em có 5 cây iPhone Zin chưa đụng ốc, à, chưa bung mở, Zin nguyên bản hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. À, đầu tiên, em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB. À, bên ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Ở chỗ này thì à, máy bám bụi bẩn một chút, vệ sinh là sẽ sạch mọi người nhé về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao à, đối với dòng iPhone 11 hàng zin chưa đụng ốc à, thông số pin là thông số pin chuẩn chưa qua à, thay pin sang cổ cáp hoặc kích pin mọi người nhé pin zin theo máy thì còn ở mức 89% trăm Cây máy này thì có mã số là 966T Và mức giá bên Nam để cho mọi người là 7 triệu 200 nghìn Mức giá bên Nam báo là giá trọn gói mọi người nhé Và tiếp theo cũng là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB Ở Chỗ này có chút bụi bẩn vệ sinh là sẽ sạch. À, về ngoại hình thì mọi người có thể nhìn rất là kỹ. À, xin lỗi mọi người thỉnh thoảng máy máy quay bắt nét mà không được chuẩn lắm. Thì em sẽ cố gắng em lấy nét lại. Tại vì em quay rất là sát mọi người. Nói chung là cây máy này rất là đẹp mọi người nhé. về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 81 phần đối với cây máy này thì bên em sẽ tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng origin khi thấy pin thì sẽ có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho mọi người chứng minh máy của bên em bán cho mọi người chuẩn chỉ là hàng zin chưa đụng ốc chứ không phải chỉ quảng cáo bằng mồm bằng miệng mọi người nhé Uh, mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền pin 81 đối với dòng uh, iPhone 11 thì em nghĩ là uh, đối với khá nhiều người uh, nếu mà không có nhu cầu sử dụng uh, điện thoại nhiều uh, hoặc là không có yêu cầu uh, cao về pin thì uh, sẽ đủ dùng mọi người nhé uh, cây máy này thì có mã số là 596t và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 000 và tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 128g về ngoại hình thì cây máy này có chóc sơn mọi người nhá có chóc sơn một chút nói chung là em nói là chóc sơn thôi nhưng mà uh, khi mà nhận máy mọi người uh, nhìn máy thì nó sẽ cũng rất là đẹp mọi người nhá. chóc sơn thì nó cũng chỉ là những cái chấm nhỏ nhỏ đó mọi người nhá chấm rất là nhỏ về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc máy không có cấn móc gì mọi người nhé thật ra khi mọi người đi mua máy đã qua sử dụng thì ngoại hình của máy cũng chỉ là thứ yếu thôi mọi người nhé quan trọng nhất là hàng chưa qua sửa chữa thì mọi người dùng sẽ chất lượng và nó sẽ rất là bền mọi người nhé ở mặt lưng thì mọi người sẽ thấy là có một số dấu vết ở đây có những cái ở đây thì những những cái đây thì nó là bụi bẩn mọi người nhá những cái này vệ sinh nó sẽ sạch và viên pin zin theo máy thì còn ở mức 83 phần trăm cây máy này thì bên làm cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng origin mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền mọi người nhá pin uh, 83 phần trăm thì theo em uh, vẫn uh, dùng uh, dùng được mọi người nhá và cây máy này thì có mã số là 636A Và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn Là mức giá chọn gói Và tiếp theo là một cây iPhone 12 Pro Max Phiên bản quốc tế 128GB Về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc của người nhá về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc không phải shop nào báo là máy đẹp thì nó cũng đẹp như nhau đâu mọi người nhé mọi người thấy là máy bên em báo là đẹp thì nó rất là đẹp hiện tại trên thị trường thì rất là nhiều shop sẽ gian lận về ngoại hình những cái loại máy mà xấu hơn như thế thì bên em nếu mà có nhập thì cũng nhập với một mức giá rẻ hơn rất là nhiều cây máy này thì pin zin theo máy còn ở mức sáu phần trăm cũng là một mức tương đối cao đối với dòng iPhone 12 Pro Max hàng zin chưa đúng ốc đến thời điểm hiện tại và mã số của máy là 426T mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 900 nghìn mọi người nhé Và ở cuối video ngày hôm nay là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì cái máy này viền có trời xước nhẹ mọi người nhé. Nói chung là tình trạng máy như thế nào thì bên em báo đúng như vậy. Thì như em báo là viền có trời xước. Nhưng mà đây em quay cho mọi người. Thì thật ra là Đấy, mọi người nhìn là máy còn đẹp mọi người nhá khá là đẹp chúng là trời suốt thì rất là nhỏ nhẹ mọi người nhìn kỹ thì mới thấy thôi mọi người nhé và viên pin zin theo máy thì còn ở mức 84 phần trăm cái máy này thì có mã số là 269A với mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 8 mọi người nhá một mức giá rất là rẻ về máy này thì bên làm bán cho mọi người giá ngang với bạn 128 ghi và đến đây thì bên em xin kết thúc video để đặt mua máy mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé cả hai số này của bên em đều có Zalo và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì như mọi người thấy là số lượng máy của bên em rất là ít như ngày hôm nay thì cũng chỉ có 5 cây để giới thiệu với mọi người nếu ở trong video không có những loại máy mà mọi người cần mua thì mọi người cũng hãy cứ inbox cho bên em khi chọn được máy hàng zin chưa đụng ốc tuyển chọn phù hợp với yêu cầu của mọi người thì bên em sẽ báo lại mọi người nhé tại vì có rất là nhiều máy của bên em khi mà chọn về thì đã có cách chốt luôn ở bên em có hai cơ sở ở Hà Nội thứ nhất là ở số 40 võ thị sáu Hà Đông thứ hai là ở Yên Lỗ Cẩm Yên Thạch Thất Hà Nội ở website của bên em là tu com đối với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code khi nhận máy mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán về chất lượng thì máy của bên em khá là đặc biệt uh, so với các máy ở trên thị trường mọi người nhé hiện tại mọi người mua trên thị trường thì uh, tất cả các shop thì đều sẽ phải báo với mọi người là máy zin thì mới bán được mọi người nhé nếu mà báo là máy đã từng thay thế sửa chữa một bộ phận nào đó rồi thì rất là khó bán và nếu bán được thì cũng bán ở một mức giá rất là rẻ Đấy. tuy là shop báo là máy zin nhưng mà thực tế thì người ta chỉ bao với mọi người là men zin màn zin mọi người nhé còn ở trong máy thì nó rất là phức tạp và đa số những cây máy đó thì đã từng thay thế sửa chữa một bộ phận nào đó ở trong máy hoặc là rửa cam hoặc là đánh kính nói chung là có rất là nhiều vấn đề nhưng đối với máy của bên em thì bao với mọi người là chưa vặn bất cứ một con ốc nào mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh tu vân thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chuôi sạc thì mới có thể mở máy mà mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhá. Thì ở bên Nam mà bao mọi người là chưa đụng ốc, đồng nghĩa với đó là uh, máy chưa bị bung mờ và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Và tất cả những cây máy này thì ở bên em uh, đều chọn cho mọi người là những cây máy còn áp suất zin chống nước. Rất là tốt thì cái đó sẽ là một cái uh, bảo hiểm cho mọi người khi mọi người lỡ tay đánh rơi vào nước mọi người nhá ở đây thì mọi người có thể thấy là camera của máy trong vắt mọi người nhé không bụi không bạc gì cả thì đối với những cây máy hàng tuyển chọn như thế này thì khi sử dụng thì mọi người sẽ thấy là rất là chất lượng hình ảnh cho ra từ camera của những cây máy như thế này thì nó rất là đẹp mọi người nhé em có thể chụp thử một tấm cho mọi người xem em zoom to lên rất là sắc nét mọi người nhé màn hình của máy thì sáng đẹp cảm ứng nhạy và tốc độ máy nhanh mọi người nhé những cây máy như thế này thì rất là bền tại vì nó là hàng zin uh, chưa đúc ốc nên là uh, hãng làm già và hãng đã tính toán những cái uh, uh, tác động từ bên ngoài kể cả những cái lực uh, va chạm của người nhá thì máy sẽ có một cái mức độ uh, chống chịu nhất định những cái máy như thế này thì uh, kể cả khi mọi người đánh uh, rơi thì cái tỷ lệ vỡ và tỷ lệ lỗi của máy thấp hơn hàng uh, dựng hàng sửa và những cây uh, máy chỉ đạt tình trạng menzin, manzin rất là nhiều mọi người nhé. Và về mức giá thì uh, bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá uh, dễ nhất, hợp lý nhất có thể. Uh, so với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là uh, so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Bên em thì bảo hành cho mọi người trong 12 tháng. Uh, ngoài bảo hành về máy thì bên em bảo hành uh, cho mọi người về pin, Hay pin miễn phí 12 tháng bên em có miễn phí ship cho mọi người trên toàn quốc và tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh ốp và cường lực bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền của mọi người nhé tức là coi như là cho mọi người dùng coi như cho mọi người mượn máy dùng thử mọi người ưng thì mọi người lấy còn không ưng thì bên em cũng rất là vui lòng cho mọi người trả lại mọi người nhé bên em thì rất là tự tin với uh, thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn hai là với một chế độ bán hàng và bảo hành khá là tốt thì uh, bên em sẽ làm hài lòng khách hàng đến với tu vân mobile còn uh, giả sử nếu mọi người nếu uh, lỡ có một khách hàng nào đó không hài lòng thì mọi người cứ uh, uh, inbox cho bên em và yêu cầu trả máy hoàn tiền mọi người nhé Uh, chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ tú vân mobile hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.